Và chúng ta hãy cùng nhau trở lại với bản tin của Agile 48 nha. Rồi chị Trúc có biết là hôm nay là ngày mấy rồi không? 21. 21, vậy thì sắp tới là chúng ta sẽ có sự kiện gì nè, nhớ chưa? À, 29 là đúng mình rồi. Có video call đúng không? Và sắp tới thì Agile 48 sẽ tổ chức một event mang tên là Agile Digital Work. Có nghĩa là ở nhà thảnh thơi gọi Agile vào đây nói chuyện chơi. Và đây là cơ hội để cho người hâm mộ có thể nói chuyện trực tiếp với Oshime của mình, không cần phải đi đâu xa mà chỉ cần ngồi ở nhà, nằm ở nhà hay là đang ăn đang uống gì đó, nhấc máy điện thoại lên và alo là được rồi. Và thời gian của chương trình này là sẽ từ ngày 15 cho đến ngày 27 tháng 8, cho nên là những bạn nào mà chưa kịp mua thì hãy nhớ là tại chỉ còn 7 ngày nữa và 28 là đã chốt sổ rồi. Cho nên mọi người ai mà chưa kịp mua này thì nhớ mua để tụi mình có thể gọi nói chuyện với nhau nha. Và lần này cũng không phải là gọi bình thường mà là video call. Xuất sắc, là mình sẽ được nói chuyện gặp mặt nè, hello bạn đúng không? Hello kiểu vậy. Khi mà đăng ký và thanh toán thành công trong thời gian quy định thì mỗi photo set sẽ nhận được 15 giây gọi video call đối với Oshimen của mình đó. Và chúng ta sẽ có những cái phương án cộng dồn nếu như đối với những bạn mà mua nhiều photo set. Và đương nhiên cũng sẽ giống như là handshake, là sẽ có dạng special call. 100 photo set trở lên thì sẽ được mở ngay special call. Điều đặc biệt nhất đó là mỗi photo set SMG mà các bạn thanh toán thành công thì vẫn sẽ nhận được một mã số để quay Happy Roll tháng 8 đó nha. Và staff sẽ xếp theo thứ tự mà các bạn gọi, theo thứ tự thanh toán đơn hàng. Và chi tiết về Happy Roll tháng 8 thì các bạn hãy truy cập vào link dưới đây để mình biết thêm nha. Và mỗi khung giờ vậy sẽ có 6 Oshimen và tụi mình đã chung khung giờ với nhau. Tụi mình thật sự sau handshake thì lại tiếp tục dịch bệnh. Cho nên là tụi mình cũng khó có thời gian để giao lưu với tất cả mọi người. Cho nên là đây cũng là một cơ hội để cho tụi mình có thể trò chuyện nè, giải bày tâm sự với nhau. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ mua photo set để có thể gọi với tụi mình nha. Các bạn cũng đã biết thì vào ngày 19 tháng 8 vừa qua thì Agile 48 cũng đã tham gia vào một sự kiện ra mắt nền tảng streaming Celup. Celup đã quay trở lại. Và sắp tới thì Agile 48 sẽ có rất rất nhiều hoạt động để live stream trên Celup. Chính vì thế mà các bạn fan hâm mộ ơi, các bạn hãy tải phần mềm Celup về để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn nha. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc lại bản tin của Agile 48 ngày hôm nay. Chúng mình sẽ quay trở lại với nhiều thông tin hơn về dịch bệnh Covid-19, về nhà 48 và về Agile 48 nữa. Mình là Agile 48 Trúc Phạm. Còn mình là Agile 48 Tiến Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.